Hello, Phương VV xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày thật tốt lành. Hôm nay Phương VV có xem video của Hằng Kali nói về đám tang của anh Bình. Thì Phương VV thành thật chia buồn cùng gia đình anh Bình. Cuộc đời thật quá ngắn ngủi và cái sống chết chỉ cách nhau một hơi thở. Nói về kiếp người thì anh Bình xem như đã thoát được cái bể khổ, bởi vì cuộc sống của anh Bình hiện tại bây giờ không có sung sướng tại một cái nước Mỹ này, và anh phải sống vô gia cư ở dưới suối. Thì nếu có kiếp sau thì mong anh Bình sẽ có một cái cuộc sống thật tốt hơn. Rồi bữa nay Hằng sẽ thông báo về ngày viếng tang lễ của anh Bình là vào ngày mấy nha. Thì hiện tại thì đã đủ 1 tháng 30 ngày rồi, và cảnh sát không có tìm được người thân, thì cảnh sát đã làm đúng cái thủ tục rồi, thì người ta cho mình bất kỳ ai không cần người thân muốn nhận xác thì đã đủ rồi. Và Hằng với anh Don cũng đã đi tìm nhà hoàng và đã đóng tiền đầy đủ để cho chỗ nhà hoàng người ta đi tới cái nơi mà người ta nhận cái xác đem về để ở nhà hoàng, và người ta sẽ làm cho mình viếng. Thì cái ngày viếng ở đây là Hằng thông báo cái ngày viếng anh Bình nha, là ngày 11 nhằm ngay ngày thứ bảy. Hôm nay Phương VOV làm video này để cho em Cường biết rằng sự hiểu biết của em như thế nào, nó hạn hẹp như thế nào. Và em đã từng nói rất là hùng hồ rằng về vấn đề mà lấy xác của anh Bình, và em ám chỉ là Hằng Kali sẽ không lấy được xác của anh Bình để làm mai táng hay là thiêu để đem tro cốt về Việt Nam. Sẵn ngày hôm nay thì em cũng có rất là nhiều người hỏi em, thì em sẽ trả lời. Thật sự ra các anh chị em vô gia cư, em biết có nhiều người có bà con ruột thịt ở Hoa Kỳ, thì đương nhiên á là cái xác chết ở nhà, thưa cả nhà, dù là cái xác chết đó là người lớn hay là một người thanh niên nào đó chẳng hạn, hay là một người chị nào đó chẳng hạn qua đời, thì đương nhiên á là cái xác chết đó chỉ có bà con ruột thịt của cái người đó họ mới nhận được mà thôi. Mình là người ngoài, mình không có bà con hay là ruột thịt gì của cái người mất, thì mình sẽ không nhận được cái xác này đâu nha, thưa cả nhà. Đó là theo cái luật ở Mỹ, đó là như vậy. Trong video em đã nói là về những cái luật lệ của những người mà chết ở Mỹ mà không có người thân ở nước nào, em nói rất là hùng hồ. Nhưng mà khi mà em nói ra thì em không có chứng minh, và em chứng minh rằng là em đã từng làm cho mẹ của em. Thì thực ra anh hồi xưa anh học văn không có giỏi, nhưng mà anh nói chứ gì ra, anh phải có dẫn chứng. Thì cái đó hồi xưa mình học văn gọi là chứng minh, là một cái bài văn chứng minh. Lúc trước á, là anh đã xem video của em lâu rồi, nhưng mà anh chưa có một cái bằng chứng cụ thể, và anh chờ cho đến hôm nay. Và hôm nay Hằng Kali đã có đưa một cái thời gian là để viếng anh Bình, đó là một cái bằng chứng để anh mới nói được em như thế nào. Còn cái địa chỉ thì nếu mà ai đi viếng anh Bình, ai có nhã ý muốn đi viếng anh Bình thì nhắn tin cho Hằng, Hằng sẽ gửi cái địa chỉ tới cho những cô chú anh chị em mình ở San Jose hay là ở những thành phố lân cận muốn đi tới viếng anh Bình, thì Hằng sẽ nhắn tin cho Hằng, Hằng sẽ gửi cái địa chỉ nha, text message cho Hằng, Hằng sẽ gửi cái địa chỉ. Và ngày 11 tháng 2 vào ngày thứ bảy và lúc 11 giờ là ngày cái giờ người ta cho mình viếng 40 phút, thì vào lúc 11 giờ nếu có bà con cô bác mình ai muốn đi thì 11 giờ phải có mặt ở đó để mà viếng anh Bình. Thì trước kia anh cũng có làm video cho khán giả thấy là em là người đã từng được Hằng Kali và gia đình
của Hằng Kali là anh Don đã giúp đỡ em như thế thế nào không? Nhưng mà em đã phủ nhận tất cả những sự giúp đỡ của Hằng Kali. Thì em hiện tại em nghĩ rằng em có nhiều kiến thức, em hiểu được luật lệ của nước Mỹ hay sao. Em nói rất là hùng hồn và có một cái thái độ như là sân si. Em đang đang nói rằng là Hằng Kali sẽ không làm được cái việc này. À, em hãy nhìn lại đi. Ngày hôm nay Hằng Kali đã công bố được cái ngày mà viếng thăm anh Bình, có nghĩa là Hằng Kali đã làm được cái thủ tục để nhận xác của anh Bình và đưa ra ngoài nhà quan. Trước kia anh đã nói em là người ăn cháo nuốt cái bát, và rất là nhiều người nói em ăn cháo đá bát, thì em nói em không phải. Nhưng mà phải hay không là không phải do em quyết định, mà người khác nhìn vào họ sẽ thấy em có phải là người ăn cháo đá bát hay không. Không. Và bây giờ tới cái chuyện mà của anh Bình, nếu em không giúp được không, thì em cứ làm thinh. Để người nào giúp được thì sẽ giúp. Nhưng đằng này khi mà Hằng Kali công bố vấn đề mà nhận xác của anh Bình thì phải chờ sau một tháng, có nghĩa là Hằng Kali và anh Don đã liên hệ với những cái trung tâm của nước Mỹ này, thì họ cho biết về những cái luật lệ. Và sau một tháng thì nếu không có người thân nhận thì mình có thể, Hằng Kali có thể là nhận được xác của anh ra. Và hôm nay Hằng đã làm được điều đó, thì em nghĩ như thế nào? Em không giúp được người ta thì thôi, đằng này em lại kiếm chuyện để em nói. Và em có nhận ra rằng em là con ếch ngồi đáy giếng. Thì hiện tại bây giờ em có sáng mắt ra hay chưa? Thì Phương VV nghĩ là chắc em chưa sáng mắt ra đâu. Bởi vì em đang ngồi dưới cái giếng và em chỉ thấy bầu trời nó chỉ bằng cái miệng giếng thôi. Và hôm nay anh làm cái video này để phân tích cho khán giả thấy rằng em là một người kiến thức rất hạn hẹp, không có hiểu về cái luật lệ của nước Mỹ này như thế nào và ăn nói rất lung tung. Nhưng mà hiện tại bây giờ cũng có khán giả ủng hộ em thì điều đó cũng tốt. Nhưng mà khán giả không có nghĩ sâu xa rằng khi khán giả ủng hộ em, ủng hộ những cái sai, ủng hộ những cái sân si, thì tự khán giả sẽ hạ thấp bản thân của mình. Thì Phương VV nhận ra rằng là trong cuộc sống này không có ai hoàn hảo, nhưng mà mình phải biết những cái sai để mình sửa chữa để cho hoàn thiện hơn. Và hoàn thiện và hoàn hảo là hai vấn đề khác nhau. Là một con người bình thường, nếu nói hoàn hảo là không có. Còn là một con người bình thường, chỉ nhận được những cái sai để mình biết, mình sửa sai để hoàn thiện hơn. Còn nếu nói là hoàn hảo, chỉ có thần thánh mới hoàn hảo được thôi. Em Cường lại cấu kết với những kênh YouTube khác để đả kích Hằng Kali. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. YouTube là một công cụ của mạng xã hội để bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng mà phải biết khôn khéo, phải biết cách để bày tỏ như thế nào, chứ không phải là nói thật nhiều, nói nhiều đến nỗi mà người ta nhận ra bản chất và trình độ nhận thức cũng như trình độ văn hóa của mình. Bởi vì khi mà nhìn ở bên ngoài thì người ta không có thể đoán được cái người bên trong. Người ta có nói là nhìn mặt bắt hình dong, hay là nhìn ở bên ngoài không thể đoán được ở bên trong. Nhưng khi mà đưa một cái gì đó lên một cái mạng xã hội mà mình nói ra thì người ta sẽ hiểu được cái bản chất của mình như thế nào. Không? Người ta thường nói là con ếch nó chết vì lỗ miệng. Nói là khi mà không nói thì không ai biết. Không? Và khi nói ra thì phải nói cho chuẩn. Còn nếu nói mà không có bằng chứng bằng cỡ thì người ta sẽ không coi mình ra gì. Thì bởi vì nhìn những người làm YouTube, có những người nhìn mặt cũng sáng sủa, nhưng mà
lên mạng xã hội thì mở miệng ra, nói ra thì người ta biết được bản chất của con người bên trong như thế nào. Thì hiện tại thì Phương VV cũng thấy là nhiều lúc Hằng Kali cũng bức xúc những kênh YouTube khác đã chửi Hằng Kali như thế này, như thế nọ. Nhưng mà theo Phương VV thấy, những kênh YouTube vẫn này sẽ không có nhiều khán giả. Bởi vì nếu khán giả ủng hộ những kênh YouTube bẩn thì có nghĩa là khán giả tự hạ thấp bản thân của mình. Và Hằng hãy cố gắng làm việc những cái việc mà Hằng nên làm. Bởi vì trong cuộc sống mình không thể làm vừa lòng hết được tất cả mọi người. Nếu số đông ủng hộ mình và Hằng Kali nên lắng nghe những cái ý kiến của số đông, không nên thấy những cái mà số ít người mà mình phải không có tự chủ được, thì lúc đó là tạo sơ hở để cho kẻ khác nó có điều kiện để nó tấn công mình. Phương VOV thấy là Hằng Kali nên làm những việc gì cần làm để giúp đỡ cho những người cơ nhỡ, những người vô gia cư, sắp vô gia cư, hay là những người khó khăn trong cuộc sống. Và thật cảm ơn Hằng Kali và anh Don đã giúp đỡ rất là nhiều người vô gia cư, và đặc biệt là đã giúp anh Bình trong cái lễ mai táng này. Và mong Hằng Kali và gia đình có nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.